Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào tất cả các bác đã trở lại kênh Đức Hiệp. Hôm nay em sẽ test thử một bộ loa đi bán hàng rong các bác nhé. Bộ loa này là đi bán cây giống này cho một khách ở xa này. Và ok, đây là thẻ em cắm mang ngay đằng trước các bác nhá. Và loa em đấu sẵn các bác này. Đây là loa này các bác đâu, hay dây loa dây nào cũng được này. Đấy, còn bình này, dương miếng quy này, trừ miếng quy này, quy xe ô tô, xe máy được hết các bác nhá. Bây giờ thì em cắm đừng mang đằng ngay đằng trước này. Em bật công tắc này. À, dây đằng sau em bật các bác ơi. Các bác để chờ em cắm được cái dây đằng sau này. Tay em cầm điện thoại nên khó cầm. Em chờ quá nha. Cây giống Hải Đình xin. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào tất cả các bác đi mua bán hàng rong. Hôm nay em lại test thử một bộ loa đi bán hàng rong. Bộ này là chạy bán cây giống các bác nhá. Thứ nhất là các bác đấu loa này, bình ắc quy này. Thì loa thì em đánh dấu chữ loa thì các bác đấu dây nào cũng được này. Còn bình ắc quy đúng âm dương cộng trừ các bác nhá. Cộng bình ắc quy là vào cộng cái số cộng của bình đầu nhá. Trừ là trừ đầu nhá. Thì em đã gắn ngay mặt trước các bác nhá. Đây là thực gắn thẻ này. Em bật công tắc này. Cây giống Hải Thìn xin kính chào quý khách. Ai mua cây mở, cây quế, cây hồi đê? Ai mua cây mở, cây quế, cây hồi nào? Cây giống Hải Thìn xin kính chào quý khách. Ai mua cây mở, cây quế, cây hồi đê? Ai mua cây mỡ, cây quế, cây hồi nào? Kính mời bà con cô dì chú bác tranh thủ bớt chút thời gian ra mua cây mỡ, cây quế, cây hồi nào? Cây giống Hải Thìn. Đấy, ok các bác nhé. Nó nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112, bên em chiết hàng cho bác trên toàn quốc nha. Đấy. Đấy, bộ loa chuyên dụng đi bán hải rong đấy. Rồi, video hôm nay tạm thời em test đến đây. Xin chào và tạm biệt các bác nha.